Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, trang bị nhiều option, đặc biệt là Sedona nhưng mà tài chính hơi yếu một chút xíu, 600 quay đầu chốt ngay em này các anh chị nha, phải nói siêu cọp luôn. Thì bên cạnh Tuyền đây là Kia Sedona máy xăng bản full option đời 2015 các anh chị. 2015 tới nay mới đi có 35.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 598 triệu các anh chị ha. Nói về Sedona thì hiện tại bên Tuyền đang còn hai xe nữa, một chiếc máy dầu bản full 2018 là khoảng 836 triệu nè, và một chiếc máy xăng bản full đời 2021 949 triệu, và Tuyền có cả luôn Carnival phiên bản Signature 7 ghế đời 2022, xe đó là 1.339 triệu. Anh chị có quan tâm tới ba chiếc xe còn lại thì alo Tuyền, Tuyền gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị, khá là sang ha. Nước sơn thì liền lạc đồng màu. Tuy nhiên thì ở đời này thì cái việc mà có trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tút ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị ha. Em này nhiều option lắm, nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay nha. Và em này 2015 hết hỗ trợ trả góp được rồi. Các anh chị nhà mình mua tiền mặt giúp Tuyền ha. Rồi em này biển tỉnh 70 Tây Ninh, bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo không trầy xước, xe mới về là Tuyền quay lên cho các anh chị nhà mình xem luôn, hoàn toàn là chưa vệ sinh gì hết nha. Đèn ở đây là đèn bi, có dải đèn led ban ngày nè, có cảm biến trước ha, rửa đèn pha các anh chị, mối nối cản còn rất khít luôn, rất là đẹp ha. Lớp ở đây thì độ gai gió Tuyền thấy còn khá là sâu nha, mâm không có bị trầy xước gì hết đó các anh chị. Đó, đăng kiểm ở đây thì Tuyền thấy còn tới 2025 vô tư xài cho các anh chị nha. Có dán phim mà cách nhiệt nè, tay nắm cửa có nút mở cửa một chạm luôn. Nhìn sơ giúp Tuyền một vòng keo chỉ cửa nha. Đấy, xe đời sau nên Tuyền sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của em này là như thế nào nha. Đây, keo chỉ nguyên zin, ốp chân cửa trước sau nguyên zin. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nè. Đấy, ngoài cam kết ra bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nha. Đèn phía sau còn trong đẹp các anh chị, có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha. Đấy, cho các anh chị nhà mình nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn ha. Em này thì rất là rộng luôn các anh chị. Các anh chị nào mình tài chính tầm này, nếu mà các anh chị mua xe đời cao cao một chút xíu, mua xe mới đi, chẳng hạn mua xe mới thì các anh chị chỉ mua được chẳng hạn như là Etiga hoặc là Xpander số sàn thôi, thì các anh chị nhà mình có thể là mình cân nhắc mình lấy chiếc này sang hơn, đẳng cấp hơn, nhiều option hơn nhưng đời thấp hơn chút xíu các anh chị ha. Đấy, mình đi gia đình cũng không cần phải đi đời quá cao đâu các anh chị, dịch vụ thì mới cần đời cao để chạy được nhiều năm ha, còn đi gia đình đi ở tầm này là ok rồi. Sedona thì sẽ có một cái khoang để hành lý khá là rộng như thế này. Ở đây là nhựa, những cái siêu ni lông từ nhà máy từ 2015 tới nay nhưng vẫn còn chưa tháo siêu. Đấy, quá cọp các anh chị ha. Con đội tay quay đồ nghề còn đầy đủ, từng hàng ghế đều có hộp gió làm mát cho mình hết các anh chị ha. Chất da của hàng ghế thứ ba còn rất căng, rất đẹp, nhựa bên trong không trầy xước gì hết các anh chị. Đấy, rồi ốc của cốp nè các anh chị, keo chỉ cốp nguyên zin. Thật sự thì kiểm tra đây là kiểm tra cho các anh chị nhà mình xem vậy thôi, chứ xe bên Tuyền thì đã được mấy anh kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về để phục vụ cho các anh chị, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Em này cốp điện. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nha. Đấy, hai bên hông là cửa lùa điện các anh chị nha. Ghế da tông màu kem và tông màu đen, sàn nguyên bản các anh chị, trần nguyên bản, có cửa sổ trời, hai khung dàn lạnh thì ba vùng độc lập. Sedona thì đặc trưng của Sedona sẽ có một cái lối đi ở giữa đó, mình không có cần phải gập ghế, rất là tiện lợi luôn các anh chị ha. Nhà mà mình có người lớn nè, hay là trẻ em thì ngồi rất là thoải mái các anh chị. Ghế lái chỉnh điện các anh chị, cảnh báo điểm mù nha, cân bằng điện tử, vô lăng từ 2015 tới nay. Mình nhìn vào đây để mình đánh giá xe có đi đúng chuẩn auto hay là không nha. Tích hợp những cái phím bấm trên vô lăng như thế này, đàm thoại rảnh tay ruồi control. Xe mình đi là 38.572 km các anh chị nha. Rồi màn hình zin theo xe, dàn lạnh ở đây là hai vùng phía sau một vùng các anh chị ha.
Đây là chìa khóa của Sedona nè các anh chị. Đó, cần số nè, còn rất đẹp ha. Có sấy mát ghế nha, sấy sưởi vô lăng, chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu. Trên này thì có cửa sổ trời nữa, thì sẽ mở thử hai cái cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình cùng xem. Còn hoạt động rất là tốt luôn á. Xe này mới lên là tiền đã nghe có mùi thơm á các anh chị. Chứng tỏ là anh chủ nhà mình rất là kỹ nha, rất là chăm chút cho cái xe luôn. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước để mình kiểm tra cái phần động cơ các anh chị nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ các anh chị. Video này lên thì chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chị comment là xe này đã bị tua đồng hồ. Nhưng các anh chị cứ lên đây mình xem trực tiếp, mình nhìn ngoại thất, mình nhìn nội thất để mình đánh giá xe có đi đúng chuẩn odo hay là không các anh chị ha. Rồi ok. Xe mới về, chưa vệ sinh nên khoang máy có phần hơi bụi tí xíu. Các anh chị nhà mình xem thì thông cảm giúp Toàn nhé. Ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo, khung sườn, máy móc nguyên sim. Đấy, ốc máy nè các anh chị. Nhìn sơ giúp tiền ha. Ốc ác từ 2015 tới nay vẫn còn sơn phết đầy đủ. Đó. Ok, hai các anh chị mình có người thân rành về xe cứ dẫn lên mình kiểm tra xe thoải mái. Còn muốn chắc cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhé. Tôi nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Kia Sedona máy xăng bản full option đời 2015. Em này đi mới có 38.000 km thôi. Bên tiền đang bán xe này với giá là 598 triệu. Và giá này tiền báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn lẹ nha. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới. Còn ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ tiền chuyển khoản đặt cọc trước mình giữ xe lại đi các anh chị. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Tránh những cái trường hợp anh chị ở xa lên mà không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và 7 chỗ thì hiện tại bên Tuyền còn rất nhiều xe để phục vụ cho các anh chị nhé. Giá mềm mềm thì tiền còn XL7 2021 nè, Xpander 2020-2021 và có cả Xpander bản Road luôn. Có Hyundai Stargazer đời 2022, màu trắng có, màu đỏ có các anh chị. Cao cấp xịn sò hơn thì tiền còn Outlander nè, Fortuner máy xăng, Fortuner máy dầu các anh chị ha. Giá mềm mềm thì còn thêm một chiếc Kia Rondo nữa đời 2018, hơn 400 chút xíu thôi. Anh chị có quan tâm tới những chiếc xe đó thì alo Tuyền, Tuyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.